và Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019, một phái đoàn dân biểu Liên bang Hoa Kỳ gồm có dân biểu Liên bang Đảng Dân Chủ Alan Lowenthal thuộc khu vực 47 tiểu bang California cùng với dân biểu Liên bang Đảng Cộng Hòa Greg Graves thuộc khu vực 6 tiểu bang Louisiana đã đến thăm đài truyền hình SBTN thuộc thành phố Garden Grove miền Nam California. Và phái đoàn cho biết dân biểu Greg Graves từ tiểu bang Louisiana đến Nam California theo lời mời của dân biểu Alan Lowenthal để viếng thăm khu vực Little Sài Gòn và để tìm hiểu nguyện vọng cũng như ý muốn của người Mỹ gốc Việt thuộc về miền Nam Cali. Chương trình thăm viếng này nằm trong khuôn khổ của tổ chức American Congressional Exchange. Tiếp phái đoàn gồm có ông Nguyễn Tự Cường, giám đốc điều hành của SBTN và luật sư Đỗ Phủ, phó tổng giám đốc của đài. Và trong phần đầu, ông Nguyễn Tự Cường nói sơ qua về nội dung chủ trương hoạt động của đài. And we try to focus on the give the our people the news in the American concern about the community, and also try to promote and about the culture of the Vietnamese. Try to make them to adapt with the life in the United States, and try to raise the voice for the people in Vietnam still stuck in Vietnam under the communist regime. And we try to do everything by ourselves here, and then try to improve the life of our community. So that's the main goal of the SBTN. So that we concentrate on everything on the news, bring the more news to the audience and our community. Make sure that they understand the goal and understand the law and everything to adapt the life in the United States. Và luật sư Đỗ Phủ cho rằng hai vấn đề mà cộng đồng người Việt quan tâm nhiều nhất là vấn đề di dân và vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Và dân biểu Greg Gray cũng hỏi ý kiến cộng đồng nghĩ gì về việc liên hệ giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như sự bành trướng của Trung Cộng tại khu vực Đông Nam Á. But that's Vietnamese concern is a lot of dissidents got arrested in Vietnam when they become something. When they say thing against China, they still got arrested too because the government still want to control them. Even they speak out again the expansion of China, the Communist Party in Vietnam still arrest those people and call them, you know, you can't say sensitive information about the country. And we of course want them to, you know, expel the Chinese and send our Navy in, possibly, you know, not let the Chinese, you know, get involved in that territory water. But human rights issue is one very particular issue that the Vietnamese people here are concerned about. What about the economic development between the Vietnamese community here and in Vietnam? Very quickly, I want to interject, though. You know, it's interesting you talk about the folks being arrested in Vietnam and human rights. It's been very interesting watching this NBA issue right here in the United States. I mean, we haven't arrested people, but we've shamed the heck out of them. It's really, or not we, some people have shamed them from speaking out against China. I think that's awful, but please. It is awful. Và sau khi thăm hỏi về những chương trình của đài SBTN, phái đoàn đã được ban giám đốc hướng dẫn tham quan nơi làm việc và cùng chụp hình lưu niệm. Và phái đoàn đã ra về vào buổi trưa cùng ngày. Phan Đại Nam tường trình từ thành phố Garden Grove, miền Nam California.